Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950, Nam Mạng, trong 6 tháng đầu năm 2024, năm Giáp Thìn. Như quý vị đã biết, những người tuổi Dần trong năm 2024, năm Giáp Thìn thì cũng là một cái năm có nhiều đột phá. Và những người tuổi Canh Dần ấy, sinh năm 1950 ấy, thì cũng đã nếm trải qua nhiều các cay đắng cũng như là các sung sướng của cuộc đời. Vậy nên đây cũng là cái thời điểm mà các bác nhìn nhận lại để đánh giá lại bản thân cũng như là đánh giá lại cái vận thế. Từ đó sẽ giúp các bác đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống, trong công việc để giúp gia tăng thêm cái may mắn cho mình, tận hưởng trọn vẹn được cái tuổi già bên con cháu và bên những người mình thương yêu nhất. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ có những cái biến động gì đến với những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phân tích ngay sau đây của Tử Thông. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950, Nam Mạng. Trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn đó. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Canh Dần năm nay đã 75 tuổi rồi. Ở cái độ tuổi này các bác cũng gần như là đã nghỉ hưu hết. Và các bác đang tận hưởng được cái niềm vui bên con cháu, bên những người mình thương yêu nhất. Với những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950, Nam Mạng ấy, thì năm nay cũng là một cái năm mà khá may mắn đấy. Nói chung về vận trình tài chính, tiền bạc thì các bác cũng đã tích lũy đủ trong những năm tháng tuổi trẻ, và giờ đây là cái lúc nghỉ ngơi và tận hưởng những niềm vui còn lại. Vậy thì xin mời các bác tuổi Canh Dần sinh năm 1950 cùng theo dõi Tử Thông luận giải chi tiết về cái vận hạn của những người tuổi Canh Dần ấy, Nam Mạng trong cái năm 2024, là Giáp Thìn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, tháng nào tốt, tháng nào xấu, và tháng nào các bác cần phải lưu ý để có được cái tài lộc, để có được cái sức khỏe tốt. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, chúng ta biết những người tuổi Canh Dần là những người sinh năm 1950. Có thiên can là Canh, địa chi là Dần. Người này có lá số là Dương Nam. Có ngũ hành là Tùng Bách Mộc. Cung mệnh là Cung Khôn thuộc Thổ. Được gọi là xuất sơn chi hổ, có nghĩa là hổ xuống núi. Có xương con cọp, tướng tinh con heo, con nhà Thanh Đế, trưởng mạng. Cái năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì để xét về vận trình chi tiết của từng tháng, từ tháng 1 đến tháng 6, thì chúng ta cũng cần phải luận giải qua một chút về cái vận hạn của năm. Để từ đó chúng ta sẽ đưa ra được những cái luận đoán chính xác nhất về cái vận thế của những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 Nam Mạng. Thì đầu tiên quý vị biết ấy, chúng ta có, với những người tuổi Canh Dần, chúng ta có Dần nữa, xét về địa chi. Địa chi Dần gặp Thìn đúng không ạ? Dần Mộc gặp Thìn Thổ, tức là gì? Mộc Thổ là xung khắc. Như vậy là những người tuổi Canh Dần khắc Thái Tuế, mà gặp cái cục diện khắc Thái Tuế thì nói chung ấy, những người tuổi Canh Dần thì rất dễ xảy ra những cái tranh cãi về cái vấn đề nào đó chỉ vì gì, hiểu nhầm ý nhau. Thế nhưng ấy, nếu đối phương biết nhường nhịn thì căng thẳng sẽ nhanh nguội thôi. Còn nếu mà hai người mà cứ đối đầu với nhau nhiều ấy, thì không biết nhường nhịn ấy, thì căng thẳng sẽ ngày càng có những cái biến động xấu xa, xấu hơn. Thêm nữa lại gặp cục diện ngũ hành Dần Mộc khắc Thìn Thổ. Vì thế mà cái con đường công danh sự nghiệp, con đường tình duyên ấy, gia đạo ấy, thì cũng không được may mắn. Xung đột giữa các thành viên thì có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân cũng bởi là do gì, những người tuổi Canh Dần ấy, đôi khi quá nóng nảy mà thiếu đi cái sự kiểm soát của mình, và không chịu đặt mình vào cái vị trí của đối phương để mà thấu hiểu đó. Vì thế để hóa giải cục diện khắc Thái Tuế này thì các bác tuổi Canh Dần hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm nó được thuận lợi, hanh thông và may mắn hơn. Các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 Nam Mạng. Bên cạnh đó thì chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can. Chúng ta có Canh gặp Giáp thì nó là cục diện thiên tài. Cái thiên tài nó xuất hiện, nó chiếu mệnh trong cái năm 2024 ấy,
nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Canh Dần nói chung là có được cơ hội may mắn về tiền bạc. Các bác Canh Dần trong thời gian này có thể được người thân, được bạn bè trao tặng cho những món quà có ý nghĩa, có giá trị cao. Một vài người thì may mắn là có con cái làm ăn, ăn nên làm ra, cũng sẽ mang tiền về báo hiếu cho bố mẹ. Đó, thì đây cũng là những cái niềm tự hào của các bác. Bên cạnh đó thì trong thời gian này, những người tuổi Canh Dần bằng cái kinh nghiệm phong phú, bằng cái bản lĩnh của mình ấy, thì nói chung ấy, năm 2024, năm Giáp Thìn cũng là một cái năm mà ăn nên làm ra của các bác tuổi Canh Dần. Nếu các bác đang còn kinh doanh buôn bán hay là đầu tư ấy, thì cũng rất dễ kiếm về cho mình được những cái khoản lợi nhuận lớn. Đó. Vì vậy mà các bác hãy tận dụng cơ hội này để mà gia tăng thêm cái may mắn cho mình nhé. Bên cạnh đó, chúng ta có địa chi Thìn ấy, thì nó ẩn tàng ba thiên can. Đó, ba thiên can đó là Mậu đúng không ạ, Quý và Ất. Mậu Quý Ất, chúng ta có canh gặp Mậu thì nó là thiên ấn, canh gặp Quý là thương quan, và canh gặp Ất nó là chính tài. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn còn ẩn chứa những cái cát tinh và những cái hung tinh. Cát tinh nó sẽ mang lại may mắn, còn hung tinh nó sẽ mang lại những cái điều xui xẻo. Chúng ta có canh gặp Mậu thì nó là thiên ấn, cái thiên ấn nó cũng sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Canh Dần ấy, được thuận lợi hơn, được hanh thông hơn. Luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là quý vị dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Cái thiên ấn này đặc biệt tốt cho những bác nào mà đang làm chủ doanh nghiệp, các bác nào đang vẫn còn kinh doanh buôn bán hay làm người tự do ấy, thì sẽ thể hiện được cái uy quyền của mình và dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy, có cơ hội được gì tiến đến cái thành công. Bên cạnh đó chúng ta có canh gặp Quý thì nó là thương quan. Đấy, gặp cái thương quan lâm vận, đâm ra nó cũng kéo cái vận trình của những người tuổi Canh Dần ấy đi theo cái chiều hướng xấu hơn, do là gì gặp phải cái thương quan này nên là cái họa tiểu nhân nó vây quanh những người tuổi Canh Dần ấy, đôi khi ấy, không hiểu tại sao mà mình lại xui xẻo như thế. Rõ ràng là nỗ lực hết sức đúng không ạ, nỗ lực hết sức và cố gắng theo đuổi cái sự nghiệp, cái mục tiêu của mình, cống hiến cho công việc, nhưng mà đôi khi ấy, vẫn không được ghi nhận do là bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Đôi khi ấy, các bác cố gắng nỗ lực hết sức nhưng những thành quả đạt được sẽ bị tiểu nhân hãm hại và lấy mất, cướp công ấy, và dễ bị đẩy vào cái tình trạng là tiến thoái lưỡng nan. Vì thế để hóa giải cái thương quan này này, hóa giải cái hạn tiểu nhân và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 năm Mạng ấy, thì các bác hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại, từ đó giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 năm ạ. Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta xét đến cái mối quan hệ về sao hạn, đúng không? Sao hạn và vận hạn. Thì những người tuổi Canh Dần ấy, sinh năm 1950 ấy, thì năm 2024 năm Giáp Thìn sẽ gặp cái sao hạn là cái sao Thủy Diệu và cái hạn năm là cái hạn Thiên Tinh. Cái sao Thủy Diệu đầu tiên chúng ta cùng xét về sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu nó là một cái sao tốt, nó chủ về cái tài lộc, chủ về hỷ sự, chủ về cái sự may mắn. Và khi được cái sao Thủy Diệu nó chiếu mệnh ấy, thì trong nhà thì có nhiều cái chuyện vui. Có điều cái sao này nó kỵ nhất vào cái tháng 4 và tháng 8. Vậy nên tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ và cái tháng 8 là tháng Quý Dậu, là hai tháng mà quý vị cần phải đề phòng nhé, cần phải đề phòng. Khi mà được cái sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn ấy. Nhưng mà vào cái tháng 4 và tháng 8 thì nó dễ xảy ra những cái chuyện khẩu thiệt thị phi, mất mát của cái, vị bị đàm tiếu, bị nói xấu sau lưng. Nói chung ấy, những người có sao Thủy Diệu nó chiếu mệnh ấy, thì cũng nên hạn chế đi du lịch vùng biển, vùng sông nước, vì dễ gặp những bất chắc, nhất là các bác tuổi Canh Dần đã lớn tuổi rồi, đôi khi có những biến cố nó bất ngờ ập đến thì các bác cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Bên cạnh đó thì quý vị 75 tuổi gặp cái hạn năm là cái hạn Thiên Tinh, đúng không ạ? Cái hạn Thiên Tinh này thì nói chung ấy nó chủ yếu bất lợi về mặt sức khỏe, ăn uống thì cần đề phòng cái chuyện bị ngộ độc. Thì ngoài ra ấy, quý vị đi ra ngoài cần phải cẩn trọng vì có thể gặp những chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý cái chuyện lời ăn tiếng nói của mình để cuộc sống được yên ả, hạnh phúc trọn vẹn hơn. Vì thế để hóa giải cái hung tinh của sao Thủy Diệu nó vào tháng 4 và tháng 8 ấy, cũng là để hóa giải cái hạn năm là cái hạn Thiên Tinh ấy, thì những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 năm ạ, gia chủ đầu năm nên làm một cái nghi lễ gọi là nghênh sao giải hạn.
Bên cạnh đó, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc đó. Và trên sáu cạnh nó được in cái lục tự đại minh chú bằng chữ Phạn. Mặt trước mặt sau cái hình bông hoa sen và giữa cái tâm sen này có một cái viên cầu pha lê. Trong viên cầu pha lê có chứa cái chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Khi mang theo cái Minh Quang Pháp Bảo bên mình ấy, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống đấy, giúp hóa giải những cái vận hạn của năm như là cái tháng 4 và tháng 8 do sao thủy diệu nó xấu, và hóa giải cái hạn thiên tinh cũng như là các vận hạn khác như là hạn tam kheo, hạn toán tận, hạn địa võng, hạn ngũ mộ, cũng như là cái sao Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô vân vân đó. Nó sẽ sử dụng cái hình tượng của nhà Phật đấy, khi chúng ta dọi đèn qua ấy, thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát kèm theo cái hình tượng là chú Bát Nhã Tâm Kinh. Thì đây cũng là cái chú giúp cho chúng ta tịnh tâm an nhiên, đưa ra được những quyết định sáng suốt trong công việc, trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân, để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo giúp mang lại cái may mắn, tài lộc, tiền bạc cho những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nhé. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa xét về cái tổng quan vận hạn của năm 2024. Thì đây là một cái năm mà nói chung ấy thì cũng gặp khá nhiều cái may mắn ấy, khá nhiều cái may mắn trong vận trình công việc cũng như là sự nghiệp. Đây là một cái năm mà giúp cho những người tuổi Canh Dần có thể bứt phá được cái thành công. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét chi tiết về 6 tháng đầu năm, xem là cái tháng nào tốt, tháng nào xấu với những người tuổi Canh Dần Nam Mạng sinh năm 1950. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta xét về cái tháng riêng. Tháng riêng là tháng Bính Dần. Tháng Bính Dần ấy, thì đây là một cái tháng mà nói chung ấy là tháng riêng là tháng Tết ấy. Cái tháng Tết thì cái không khí Tết, cái mùi bánh chưng nó vẫn còn đúng không ạ? Và trong tháng riêng này thì hầu hết là gì? Nói chung các cụ nói là tháng riêng là tháng ăn chơi ấy. Thì những người tuổi Canh Dần cũng sẽ gặp khá nhiều may mắn đó. Bên cạnh đó chúng ta có Dần gặp Dần thì nó là tỷ hòa. Đấy. Canh gặp Bính thì nó là cái vận thất sát. Đấy, bị cái thất sát lâm vận, đâm ra là những người tuổi Canh Dần ấy cũng rất dễ gặp những cái chuyện thị phi, tay bay vạ gió, rất dễ gặp những cái chuyện khó khăn trong công việc, đặc biệt với những cái bác nào đang còn đương chức đương quyền ấy, hoặc là các bác nào mà đang nói chung ấy là đang làm ăn kinh doanh buôn bán ấy thì cũng sẽ gặp khó khăn do là bị gì tiểu nhân hãm hại, gây khó khăn, gây trắc trở trong công việc. Các bác biết ở trong thời gian này thì chúng ta có địa chi Dần này, Dần thì ẩn tàng bát thiên can là Giáp, Bính và Mậu. Chúng ta có canh gặp Giáp thì nó là thiên tài, canh gặp Bính là thất sát, và canh gặp Mậu thì nó là thiên ấn. Như vậy là gì? Canh gặp Giáp thì nó là thiên tài, được thiên tài nó chiếu mệnh. Vì thế mà trong cái tháng riêng này này thì các bác tuổi Canh Dần ấy nói chung là vẫn được lộc nhé, vẫn được lộc. Cái công chuyện kiếm tiền và làm giàu nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Có thể là gì? Các bác sẽ được người thân bạn bè tặng thưởng cho những món quà có giá trị, có ý nghĩa, hoặc là gì được tặng tiền tặng thưởng. Bên cạnh đó cũng có thể là các bác sẽ gặp được may mắn, sẽ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái tháng riêng này. Thêm nữa chúng ta có canh gặp Bính thì là thất sát. Để gặp cái thất sát nó chiếu mệnh, gặp thất sát chiếu mệnh, nên là trong cái tháng này thì quý vị cũng cần phải đề phòng cái chuyện thị phi tai ách, tai bay vạ gió trong công việc. Đó, con đường quan chức, con đường quan lộ thì nó cũng sẽ bị gặp nhiều cái trắc trở đấy. Thêm nữa chúng ta có canh gặp Mậu thì nó là thiên ấn. Cái thiên ấn nó cũng mở ra cái đường đi nước bước, mở ra những cơ hội làm ăn, mở ra cơ hội làm giàu cho những người tuổi Canh Dần. Nếu mà quý vị nắm bắt được cái vận thế này thì cũng sẽ rất dễ là gia tăng được cái may mắn, gia tăng được cái tài lộc cho mình nhé. Bên cạnh đó thì trong cái tháng riêng ấy, những người tuổi Canh Dần ấy gặp cái lưu niên bệnh, nó nhầm bệnh này, Canh Dần Nam Mạng nhé, gặp lưu niên bệnh, nhầm bệnh. Cái lưu niên bệnh nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe, đến cái tài lộc của những người tuổi Canh Dần. Nói chung là khi sức khỏe giảm thì quý vị cũng sẽ dễ bị tốn tiền, tốn bạc để mà gì, để mà chi tiêu cho sức khỏe này. Và cái lưu niên bệnh này thì nó cũng để hóa giải thì quý vị cũng nên là gì, tích cực đi khám chữa bệnh định kỳ. Bên cạnh đó tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường rèn luyện cái thể chất của cơ thể. Thêm nữa là quý vị cũng nên là gì, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi sinh hoạt là khoa học để tăng cường cái sức khỏe cho mình nhé. Trong cái thời gian này thì chúng ta lại có gì, tháng riêng này thì có lưu niên bác sĩ, lưu niên độc tồn và lưu niên hiếu khách.
Cái liên lên bác sĩ nó là một cái sao tốt, nó giúp cho quý vị tăng cường cái sức khỏe, tăng cường cái trí tuệ. À, thêm nữa lại được cái lộc tồn ở chiếu mệnh nữa. Nó chứng tỏ là gì? Trong tháng này là các bác cũng có lộc nhá, có lộc, lại có lộc. À, nói chung ấy, gặp cái điều khác này thì các bác nên chuẩn bị đấy, nói chung là chuẩn bị trước những cái kế hoạch chi tiêu để không gặp phải những rắc rối do điều khách nó mang lại, tốn kém về tiền bạc. Vậy là gì? Trong cái tháng riêng này thì các bác nói chung là công việc thì cũng khó khăn này, lại sức khỏe thì cũng yếu kém này. Đấy. Như vậy là cái tháng này nó cũng không phải tháng tốt nhé, nó cũng chỉ được xếp vào cái dạng trung bình thôi. Trung bình nhé. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 2 là tháng Đinh Mão. À, chúng ta có dần mộc và mão mộc nó tỉ hòa, vậy nên là trong thời gian tình cảm nó cũng bình hòa và gì cái công việc thì nó cũng gì cũng được ổn định. Cái mối quan hệ gia đạo tài chính nó cũng ổn định. Thêm nữa là chúng ta có canh gặp đinh thì nó là chính quan, được chính quan tương trợ giúp đỡ nên con đường quan lộ, con đường làm giàu, con đường thăng tiến của những người tuổi canh dần ấy, nói chung ấy, cũng gì với những bác đang còn đương chức ấy thì sẽ gặp nhiều cái may mắn, nhiều cái thuận lợi hơn. Nhiều may mắn, nhiều thuận lợi hơn, rất là quý nhân tương trợ giúp đỡ đó. Và các bác đi làm với tinh thần vui vẻ phấn khởi nên là cũng sẽ truyền được kinh nghiệm cho lớp trẻ, cũng như là gì truyền được những cái kỹ năng, kinh nghiệm và kỹ năng phong phú của mình, giúp cho lớp trẻ có được những bước đột phá lớn hơn. Thêm nữa chúng ta có địa chi Mão này ẩn tàng thiên can là Ất, canh gặp Ất thì nó là chính tài. Chính tài như vậy là gì, trong thời gian này thì những cái thu nhập của những người tuổi Đinh Mão, của những người tuổi canh dần ấy, chủ yếu đến từ cái công việc chính, đến từ công việc chính. Với bác nào đang làm công ăn lương ấy, thì cũng có được cái thu nhập ổn định, không phải lo. Các bác đã nghỉ hưu rồi thì vẫn còn cái khoản lương hưu ở đó, vì vậy cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thêm nữa trong cái tháng này có lưu liên quan phù và Đà La, thì cả quan phù và Đà La đều là chủ về cái sự chậm trễ, cái sự dây dưa, cái sự trì hoãn đó. Vì thế mà cũng gây rất nhiều cái khó khăn trắc trở cho những người tuổi canh dần ấy. Lại thêm được ông quan phủ nữa. À, cái quan phủ này nó báo hiệu là những người tuổi canh dần ấy, những người tuổi canh dần ấy thì sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở trong công việc cũng như là trong cuộc sống ấy, do là gì dễ bị những cái kẻ tiểu nhân hãm hại, liên quan đến cái con đường quan lộc, quan trường, và rất dễ vướng phải cái họa ngục hình nhá. Vì vậy mà quý vị hãy gì hết sức lưu ý và thật là cẩn thận nhé, thật là cẩn thận trong thời gian này để tránh mắc phải những cái sai lầm đáng tiếc để khiến cho gì quý vị phải mất mát về tài lộc và tiền bạc, hoặc là những cái chuyện thị phi không đáng có. Bên cạnh đó thì trong tháng này quý vị gặp cái liên nguyên tử nó nhầm mệnh. Cái liên nguyên tử này thì nó sẽ khiến cho những người tuổi canh dần ấy, sẽ gặp nhiều cái biến động trong cuộc sống và gây những khó khăn, những trắc trở nhất định. Thêm nữa, cái liên nguyên tử này nó cũng khiến cho các kế hoạch, các dự định của các bác cũng phải đối diện với nhiều cái khó khăn. Đối diện với nhiều khó khăn. Đó. Vậy nên là gì? Cái tháng này thì nó là một cái tháng không tốt nhé. Thậm chí là gì? Nó cũng chỉ là một cái tháng trung bình thôi. Trung bình thôi. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn thì chúng ta có dần gặp Thìn thì là gì? Dần mộc khắc Thìn thổ. Như vậy khắc Thái Tuế thì sức khỏe trong thời gian này kém này. Thứ hai là các mối quan hệ thì cũng bị đi xuống. Thêm vào đó thì chúng ta có canh gặp mậu thì nó là thiên ấn. Đấy. Như vậy là trong tháng này may mắn là có thiên ấn nó xuất hiện, nó giúp đỡ. Nên là cái vận trình công việc của những người tuổi canh dần ấy, cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn. Có được cái sự thuận lợi hanh thông nhất định. Đó, có được cái sự thuận lợi hanh thông nhất định. Vì thế mà trong thời gian này thì quý vị cũng hãy gì... nhân cơ hội này để đưa ra những quyết định quan trọng. Thêm nữa là chúng ta biết địa chi Thìn nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Canh gặp Mậu thì nó là thiên ấn, canh gặp Quý nó là thương quan, và canh gặp Ất nó là chính tài. Như vậy là trong tháng 3 này thì chúng ta có canh gặp Mậu nó là thiên ấn, thì cái thiên ấn nó trợ lực giúp đỡ, nó cũng sẽ giúp cho vận trình công việc của những người, đặc biệt những người làm quản lý ấy, những người làm quan chức ấy, hoặc là những người làm chủ doanh nghiệp ấy, sẽ được may mắn đầy mình đấy, do có thiên ấn nó trợ lực. Đó. Thêm nữa là chúng ta có canh gặp Quý thì nó là thương quan. Cái thương quan lâm vận nó cũng đôi khi nó sẽ đẩy cái mọi thứ theo chiều hướng xấu hơn. Nếu mà quý vị không nỗ lực, không cố gắng ấy, mà cứ buông xuôi tất cả thì rất dễ mắc vào cái bẫy của tiểu nhân, dễ bị mất việc,
mất quyền mất chức, hoặc là gì, đôi khi phải thôi việc nghỉ việc giữa chừng, gây xấu cho cái tiếng tăm của mình về sau. Bên cạnh đó chúng ta có canh gặp Ất, nó là chính tài. Thì cái chính tài nó báo hiệu là trong thời gian này thì quý vị cứ nỗ lực chăm chỉ thì cũng sẽ có được cái thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều đến chuyện chi tiêu trong cuộc sống đó. Bên cạnh đó trong cái tháng này chúng ta có lưu niên Thái Tuế và cái Phục Binh. Cái Phục Binh thì quý vị biết đấy, nó chủ về sự mai phục, chủ về sự rình rập, chủ về sự ám hại đó. Vậy nên nó là không tốt, mà Phục Binh đi với Thái Tuế lại là thần sát xấu. Vì thế mà gì, trong thời gian này quý vị cũng sẽ rất dễ gặp những chuyện thị phi tai ách, thậm chí là gì, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, gây ra mất quyền mất chức, cũng như là gì, khiến cho cái vận trình năm nó sẽ gặp hung họa nhiều hơn. Trong cái tháng 3 này này thì quý vị cũng đề phòng cái chuyện mất trộm mất cắp nhá, do cái Phục Binh nó án ngữ. Như vậy cái tháng 3 cũng là một cái tháng nói chung là cũng trung bình nhá, không xấu, không được tốt lắm. Tiếp đến chúng ta xét đến tháng 4. Tháng 4 nó là tháng Kỷ Tỵ đúng không ạ? Tháng Kỷ Tỵ thì chúng ta có Dần Mộc gặp Tỵ Hỏa, được có diện Mộc Hỏa tương sinh. Vậy nên là cái mối quan hệ tình cảm nó cũng đã đi lên tốt đẹp, và gì, cái sức khỏe nó cũng được phất lên nhanh chóng. Thêm nữa chúng ta có canh gặp Kỷ thì nó là gì? Nó là chính ấn, nó chính ấn. Cái chính ấn này nó cũng sẽ mang lại cái quyền lực, cái sự quyền uy, cái sự uy tín cho những người tuổi Canh Dần. Vì vậy mà quý vị hãy nhân cơ hội này để tìm cơ hội để khẳng định vị thế bản thân. Rất nhanh gia chủ sẽ tìm được cho mình những cái đường đi đúng đắn, giúp cho gì? Giúp cho tập thể sẽ có được những bước vững chãi hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thêm nữa quý vị biết ấy, cái địa chi Tỵ này nó ẩn tàng ba thiên can, Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có canh gặp Bính thì là thất sát, mà canh gặp Mậu thì là thiên ấn, canh gặp Canh nó là tỷ kiên. Cái thất sát nó báo hiệu là trong cái tháng 4 này quý vị sẽ dễ bị tranh đoạt về quyền lợi, dễ bị mất chức mất quyền, dễ bị gặp khó khăn trong công việc. Bên cạnh đó có thiên ấn nó trợ lực thì nó cũng sẽ giúp cho cơ hội được thăng tiến nhiều hơn. Thêm tỷ kiên này nó sẽ khiến cho những người tuổi Canh Dần ấy nói chung là sẽ trở nên chỉn chu hơn, tỉ mỉ hơn. Vậy nên kết quả công việc đạt được cũng sẽ có những thành tích nhất định cao. Vì thế những người tuổi Canh Dần nên tận dụng cơ hội này để gia tăng thêm cái tài lộc, may mắn và bình an cho mình. Đó. Như vậy là gì? Trong cái tháng 4 ấy, thì quý vị cũng cần phải lưu ý đến cái đại hao và cái thiên không. Cái đại hao và cái thiên không nó chủ về chuyện mất mát tiền bạc đấy. Đôi khi vì tiền mà quên nghĩa, vì tiền mà bỏ mạng. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Như vậy cái tháng 4 này cũng được đánh giá là một cái tháng cũng là trung bình, nó cũng không tốt, không thực sự tốt. Tiếp theo chúng ta xét tháng 5. Tháng 5 thì nó là tháng Canh Ngọ. Chúng ta có Ngọ gặp Dần, Ngọ Hỏa gặp Dần Mộc, Mộc Hỏa tương sinh. Vì chỉ là sức khỏe tốt lên, các mối quan hệ thì cũng đang trên đà phát triển. Thêm nữa chúng ta có Canh gặp Canh ấy, thì nó là tỷ kiên. Đấy, nó tỷ kiên. Cái cục diện tỷ kiên lâm vận nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Canh Dần ấy cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn, chỉn chu hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Giúp quý vị có một cái cuộc sống bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Thêm nữa, Ngọ gặp Dần ấy, thì là cục diện tam hợp. Được cục diện tam hợp quý nhân nó giúp sức. Vậy nên ấy, trong cái tháng 5 âm lịch này, trong tháng 5 âm lịch thì quý vị sẽ có được gì, nhiều cái mối quan hệ rộng rãi và tốt đẹp. Nói chung ấy, những người được Canh Dần biết đối nhân xử thế với mọi người một cách là chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà gia chủ đi đến đâu thì cũng nhận được cái sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những cái khó khăn, những cái thử thách xuất hiện cũng gì không còn quá đáng sợ như thời gian trước đó nữa. Bên cạnh đó quý vị biết ấy, địa chi Ngọ nó ẩn tàng hai thiên can Đinh và Kỷ. Chúng ta có Canh gặp Đinh thì nó là chính quan, Canh gặp Kỷ nó là chính ấn. Cái chính quan nó báo hiệu con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Canh Dần ấy cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Canh gặp Kỷ thì nó là chính ấn ấy. Chính ấn này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Canh Dần ấy gặp được nhiều cái may mắn, gặp được nhiều cái tài lộc trong cái năm 2024, đặc biệt vào cái tháng 5 này. Bên cạnh đó thì trong cái tháng 5 có lưu niên Tang môn và Bệnh phù. Thì đây là hai hung tinh, cái Bệnh phù nó sẽ khiến cho sức khỏe của quý vị bị giảm sút, đúng không ạ? Mặc dù được cái ngũ hành nó ủng hộ đấy, nhưng mà cái lưu niên này nó cũng sẽ ảnh hưởng nhất định phần nào đó đến cái sức khỏe. Vì thế mà những người tuổi Canh Ngọ ấy thì trong tháng 3, tháng 4, tháng 5 là không được chủ quan nhé, quý vị cũng phải cần phải rèn luyện thường xuyên để có được một cái sức khỏe tốt hơn.
đã có thể cống hiến được nhiều hơn trong cuộc sống, trong công việc. Như vậy là gì? Tổng quan lại thì trong cái tháng 5 ấy, thì quý vị chú ý về cái sức khỏe thôi. Còn lại mọi thứ thì nó vẫn đang tốt nhé. Tốt. Vậy tháng 5 là cái tháng tốt đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xem tháng 6 là tháng Tân Mùi. Chúng ta có Dần Mộc gặp Mùi Thổ thì cục diện xung khắc. Như vậy là gì? Sức khỏe nó cũng sẽ đi xuống và các mối quan hệ thì cũng gặp nhiều cái bế tắc trục trặc. À, bên cạnh đó chúng ta có Bính gặp Giáp thì nó là kiếp tài. Đó, kiếp tài. Thì gặp cái kiếp tài lâm vận ấy, thì nói chung ấy, quý vị sẽ khó khăn trong công việc. À, quý vị cứ lận đận làm việc đấy, chăm chỉ mà kết quả thu được cũng không được như mong đợi, khiến cho đôi khi những người tuổi Canh Dần ấy cũng phải phiền lòng, cũng phải bận tâm đấy. À, thêm vào nữa, chúng ta có địa chi Mùi này này, ẩn tàng ba thiên can, Kỷ, Ất và Đinh. À, chúng ta biết là Canh gặp Kỷ thì nó là chính ấn, đấy, thể hiện là cái quyền uy, thể hiện là cái quyền lực trong thiên can ẩn tàng. À, thêm nữa là có Canh gặp Ất thì nó là chính tài. Lại từ cái chính tài nó lâm vận nên là công việc nó cũng sẽ hanh thông thuận lợi. Và thêm nữa là Canh gặp Đinh là chính quan thì con đường quan vận sự nghiệp nó cũng gì thuận lợi và hanh thông. À, vì thế mà trong thời gian này nếu mà những người tuổi Canh Dần mà nắm bắt được cái cơ hội ấy, thì cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn. Thêm nữa lại được cái thiếu âm và cái hỷ thần nó chiếu mệnh. Nên đây cũng là hai cái sao cắt lành tốt đẹp, nó mang lại nhiều cái sự viên mãn, thoải mái, giàu có và hạnh phúc cho những người tuổi Canh Dần. Vì vậy cái tháng 6 âm lịch cũng được đánh giá là một cái tháng tốt nhé, tháng tốt. À, tốt với những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 năm ạ. Vậy nên quý vị có thể tận dụng cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình nhé. Và thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về là số tử vi của những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 năm hạn trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.